Dạ vâng ạ, tiếp tục là một em ếch xinh cả nhà ơi. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng nhật của em Hương. Các anh chị đang xem bếp ga trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Cả nhà vào ghé qua thì ủng hộ em Hương một like, một đăng ký cả nhà nhé. Các anh chị nhấn nút chuông thông báo để nhận thông báo khi mà em Hương lên video mới nhất ạ. Ngày hôm qua thì cũng đã có lên một chiếc bếp rồi. Thì chiếc bếp đấy em cũng đã bán cho chị Vi các anh chị ạ. Chị Vi là khách mua lại lần thứ hai. Lần đầu chị cũng có mua một em ếch và ngày hôm qua thì cũng có mua thêm một em ếch nữa. Và tiếp tục còn em ếch nào thì giới thiệu em ếch đấy thôi ạ. Đây, tiếp tục là một em ếch xinh nữa các anh chị nhé. Cái dòng ếch này là dòng họng đúc. Thì các anh chị biết rồi, cái họng đúc như thế này thì mình nấu bao giờ cho ăn mòn đúng không ạ? Đấy, tôn zin của Nhật các bác này. Cái chiếc bếp này thì nguyên bản. Chiếc bếp ngày hôm qua thì em Hương gọi là có làm lại, có spa. Chỗ nào cần dặm lại thì làm lại cho các anh chị nhé. Còn cái chiếc này là nguyên bản. Vì sao gọi là bếp ga an toàn? Vì sao gọi là bếp ga thông minh? Đấy, rất là nhiều chi tiết, nhiều phụ kiện đúng không ạ? Các anh chị nhìn cái đầu ra ga này, quá là chắc chắn, không biết dùng bao giờ mới hỏng. Chia lửa đây ạ, chia lửa bằng nhôm hợp kim. Cái dòng ếch này thì đời nó cũng sẽ không cao, nó khoảng tầm 25 đổ lại thôi. Đấy, nhưng mà còn rất là vuông thành đứng cạnh, không hề bị một vết ăn mòn nào đâu đúng không cả nhà. Anh chị nhìn cái chia lửa. Hai cái bộ phận quan trọng nhất của một chiếc bếp ga Nhật đó là họng bếp anh chị ạ. Họng bếp các nhá, họng bếp và chia lửa. Đấy, các anh chị mua bếp ga ở cửa hàng của em Hương hay là bất kỳ một anh chị bán hàng Nhật bãi nào khác thì mình quan trọng đến hai cái bộ phận này thôi. Em Hương mở sơ qua nội thất cho các anh chị cùng tham khảo. Và bây giờ em Hương sẽ lắp mặt vào và test các cái tính năng của bếp cả nhà nhé. Dạ vâng, và đây là chân dung của em ếch sau khi đã được lắp cái mặt bếp vào các anh chị ạ. Một chiếc bếp mắt ếch màu xanh trông cũng rất là dịu thôi đúng không cả nhà. Dòng mặt kính đa chức năng. Đấy, anh chị nghe tiếng lửa reo là đã rất là thích rồi. Cái dòng này thì phải nói là gọi là lửa siêu đẹp luôn rồi. Chia lửa rất là đều. Đấy, anh chị thấy không ạ? Không thấy một gợn đỏ hay là một gợn vàng nào luôn. Lửa to xanh rất là đẹp. Dòng mặt kính thì mình lau chùi bao giờ cũng sẽ sạch sẽ hơn dòng mặt sơn mặt men. Một chiếc bếp đúng với tên gọi, nồi đồng cối đá. Mặc dù là hàng bãi nhưng mà các anh chị có thể dùng cái chiếc bếp này thêm 15 năm nữa vẫn vô tư thoải mái các anh chị ạ. Dòng họng đúc thì dùng không biết bao giờ cho nó hỏng luôn. Bây giờ em Hương vẫn sẽ test tính năng an toàn của bếp ga Nhật, đó là tính năng chống cháy đồi trên cái video này nhá. Em sẽ vừa hướng dẫn sử dụng và vừa test bếp luôn. Mình xem có ưng cái mẫu mã, ưng cái chiếc bếp này không thì liên hệ cho em ạ. 0359014200 là số của em. Nhà em tại Thanh Hóa các anh chị nhá. Thanh Hóa và em Hương ship hàng toàn quốc. Một chiếc bếp của nhà Osaka Ga. Bếp thì đánh được bằng một đôi pin đại. Pin này em Hương sẽ tặng các anh chị này. Hãy tặng cho mình một đôi pin. Cái này là phím 3S, mình ấn và giữ 3 giây để kích hoạt tính năng này lên nhé. Mình bật lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô. Anh chị thấy không ạ? Cái nốt đỏ sáng lên như thế này là đã bật 3S lên rồi đấy. Còn nếu như mà nấu nướng bình thường, mình không cần bật đâu ạ. Đây là cần gạt lửa to nhỏ anh chị này. Nồi nóng lên, bếp giảm nhỏ lửa rồi thì sẽ cái cần gạt này sẽ không còn tác dụng nữa. Đấy, bếp bên phải đã tắt bếp rồi. Sau khi tắt bếp thì sẽ khóa ga luôn. Mình dùng cái chiếc bếp này không còn nỗi lo bị cháy nồi nữa nhé. Đấy, đã khóa ga ngay lập tức đây các anh chị ạ. Đấy, chiếc bếp bên phải đã khóa ga rồi này. Bên trái thì vẫn đang còn cháy. Bật hướng dẫn sử dụng thì cũng rất là dễ. Đây, đúng là đúng với tên gọi mắt ếch đúng không ạ? Cái phím nhấn cũng trông giống như là ếch nữa. Đấy, bếp bên trái đã tắt bếp rồi đấy ạ. Cả biến hai bếp đều rất là nhạy. Mình nấu nướng mình không có lo cháy nồi các anh chị nhé. Bên bếp phải thì sẽ có các cái chức năng như sau. Tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C các anh chị nhé. Đây, mình thấy đèn sáng ở cái dòng nào là mình đang chọn chế độ đó. Cái này thì tuy không có một cái đồng hồ cụ thể nhưng mà bếp sẽ có thêm chế độ nấu nước này. Nước sôi tự tắt là cái dòng dưới cùng nhá. Đây, mình nấu nước mình muốn nước sôi tự tắt thì mình ấn cái này. Còn nếu như mà mình muốn nấu thêm 3 phút, đấy, ví dụ như anh chị luộc trứng hay làm một món ăn cần thời gian 3 phút hay 10 phút thì mình chọn hai chế độ này. Hết thời gian thì cũng sẽ tự tắt nhé. Còn cái chế độ này là nấu cơm này, hình bát cơm đây là nấu cơm, nấu cháo. Rất là dễ sử dụng thôi, không có gì khó cả. Mình không có lo là mình không biết tiếng Nhật mà không sử dụng được đâu. Nướng và vị nướng của bếp đây các bác nhé. Một chiếc bếp nguyên bản. Đấy. Nhìn thì nó hơi cũ một tí nhưng mà quan trọng là chất lượng thôi. Em sẽ bật lửa phía trong đây cho các chị có thể theo dõi nhé. Đấy. Đấy, nhà em rất là kỹ rồi. Rất là xanh này. Lửa rất là xanh các bác này. Đây là cái dòng bếp nguyên bản các bác nhé. Đối với cái dòng mà hai vòng lửa như thế này các anh chị nướng nó sẽ nhanh hơn đối với dòng một tầng rất là nhiều. Đối với dòng một vòng lửa rất là nhiều. Tuy nó có một tầng lửa thôi nhưng mà nhiệt ra như này sẽ rất là cao các anh chị nhá. Thì mình đậy cái nắp của lò nướng lại thì nhiệt ra sẽ rất là cao.
tầm 3 phút thôi. 3 phút thôi em đã cho các chị có nội thất này, rồi test các cái tính năng của bếp. Việc sử dụng rất là đơn giản. Em Hương có lưu ý đó là khi mà mình nướng đồ ăn, các anh chị cho một ít nước xuống dưới cái khay này nhé. Cái vị nướng này mình có thể tháo rời ra để mình vệ sinh này. Anh chị có thể tháo rời ra nhé. Mình cho một ít nước xuống dưới cái khay này để đồ ăn không có bị bám dính vào đây. Quay thành vách cho cả nhà có thể theo dõi nhé. Cái mặt kính một chiếc bếp nguyên bản, nhưng mà đối với phần hông này, cũng chia sẻ với các anh chị đó là phần hông thì nhà em về có phủ lại lớp sơn bóng 2K cả nhà nhé. Đối với cái phần hông này thì sau khi mà trong quá trình vận chuyển thì nó cũng có bị một vài vết cấn, vết xước, thì nhà em phủ bóng lại. Đấy, làm luôn cho các anh chị rồi. Còn trên bề mặt bếp này, chỗ đây thì nó cũng có một vết, một vài gọi là vài vết nó bị chảy, nhà em có xử lý sơn lại rồi nhá. Nếu mà mình xem video mình chọn bếp thì mình xem kỹ giúp em Hương. Đấy, tình trạng bếp như thế nào thì em Hương cũng sẽ nói rõ ở trên kênh cho các anh chị có thể theo dõi. Mình xem kỹ và mình gọi là nếu mà mình hoan hỉ chấp nhận những cái vết như thế này thì cũng rất, em Hương cũng rất là cảm ơn các anh chị. Đấy, còn những cái chiếc nào gọi là nó không tì vết thì em Hương sẽ nói, còn chiếc này thì nó cũng có bị một hai vết. Quan trọng là cái chức năng an toàn của bếp thôi. Và quan trọng là em này là cái em dòng họng đúc, nồi đồng cối đá siêu bền. Đấy, gọi là siêu siêu bền luôn ạ. Những cái dòng họng đúc thì gọi là dòng bền nhất trong các loại bền các anh chị ạ. Đấy, dòng mặt kính đa chức năng của nhà Osakaga. Chiếc bếp này thì em Hương bán cho các anh chị với giá đó là 3.300.000 đồng các anh chị nhá. 3.300.000 đồng em Hương ship đến tận nhà cho mình, bảo hành cho các anh chị 1 năm và hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp. Hình thức thanh toán thì bên nhà em Hương có cọc anh chị ạ. Đối với những dòng kính như thế này thì anh chị cọc khoảng tầm cọc nhẹ giúp em 3-400, 3-500 nhá. Mình nhận hàng, mình kiểm tra bếp đúng cái chiếc bếp em Hương lên video, các anh chị có thể lúc kiểm tra đấy, mình có thể mở lại video xem có đúng là cái chiếc bếp này hay không, đúng cái hình thức này, mẫu mã này, đúng cái chiếc bếp em Hương gửi ảnh và gửi video cho các anh chị không. Nếu mà đúng mình thanh toán hết số tiền còn lại giúp em, sai thì em Hương sẽ trả lại cọc cho các bác nhé. Lưu ý là các anh chị đồng kiểm cùng với bưu tá luôn giúp em Hương nhé. Đồng kiểm cùng với bưu tá để mình tránh cái tình trạng không may là vỡ bếp này hay là vỡ kính. Đấy, tình trạng bếp như thế nào thì em Hương sẽ nói rõ cho các anh chị hết. Tiếp theo sẽ test cho cả nhà thêm một cái tính năng tuyệt vời nữa của bếp Nhật, đó là tính năng khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi ạ. Không may nhà mình nấu ở những cái khu vực có nhiều gió đấy, gió thổi thì ga không được khóa đúng không ạ? Nếu như những chiếc bếp ga nội hoặc là hàng liên doanh sẽ không khóa ga và lượng ga rò rỉ đi thì mất rất là nhiều, mà còn rất là nguy hiểm nữa. Nhưng mà khi các anh chị sử dụng cái chiếc bếp ga này sẽ tự động khóa ga sau 7 đến 10 giây. Đấy, anh chị nghe tiếng kêu tít là đã khóa ga rồi đấy ạ. Không lo lượng ga rò rỉ ra ngoài, không lo cháy nồi, không lo cháy nổ, mà lại còn rất là tiện lợi. Đấy, có chế độ nấu nước này, nấu cơm, nấu cháo. Hẹn giờ 3 phút, 10 phút. Anh chị 3.2 triệu thôi cả nhà nhá. À, em Hương xin lỗi, trước này em bán 3.3 triệu. 3.3 triệu chiếc bếp ga này. Mình ưng cái mẫu này thì liên hệ cho em Hương ạ. 0359 014 200. Nhà em Hương tại Thanh Hóa và xếp hàng toàn quốc. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Ngoài những cái mẫu bếp ga như thế này ra thì còn rất là nhiều bếp ga khác nữa các anh chị ạ. Đấy, quay sơ qua cho các anh chị một tí xíu này. Mẫu khoảng tầm trên khoảng tầm 2 triệu. Đấy, 2 triệu nhà em Hương cũng rất là nhiều. Đây, đây các bác nhá. Đấy, rất là nhiều bếp luôn. Đấy, hôm qua mới về, ngày 28 mới về nhưng mà 29 là đi cũng một nửa bếp rồi. Là bác nào nhanh tay, bác nào mà thích cái mẫu nào thì cứ liên hệ em, hoặc là các bác nếu mà chưa có ưng mẫu thì cũng gọi cho em để đặt trước bếp, và hàng về em sẽ gửi bếp, gửi mẫu mã cho các anh chị nhé. Em Hương cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi rời kênh thì các bác ủng hộ em một đăng ký, một like cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.